Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dĩ An luôn được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các phong trào hội của phụ nữ tỉnh Bình Dương. Đặc biệt với những chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thường xem hội như mái nhà thứ hai của mình, cùng hành trình vươn lên trong cuộc sống. Gia đình chị Trang sinh sống bằng nghề làm chổi đã nhiều năm nay. Cuộc sống bấp bênh khi thiếu thốn từ đồng vốn đến đầu ra sản phẩm khiến gia đình chưa thoát được cảnh khó khăn. Nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dĩ An hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi trong mỗi sự kiện của các cấp hội phụ nữ thành phố Dĩ An, chị đều có một gian hàng để quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, cuộc sống gia đình chị dần ổn định hơn. Hội Phụ nữ có ủng hộ là việc cho vay vốn chính sách để làm nguồn vốn khởi nghiệp và cũng có dắt gia đình là chổi là giới thiệu những sản phẩm chổi ở những triển lãm để tiêu thụ. Cô bác với phụ nữ ủng hộ chổi. Cũng có gia cảnh khó khăn như chị Trang, tổ đang len tay của chi hội phụ nữ khu phố Đông Tân, phường Dĩ An thành lập với mục đích cải thiện cuộc sống cho chị em khó khăn. Các sản phẩm của tổ được nhiều người yêu thích, cũng phần lớn nhờ đến sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp hội phụ nữ thành phố. Giúp đỡ là giúp đỡ những người mà người ta chưa biết, cô sẽ hỗ trợ cho người ta học, dạy cho người ta biết để người ta làm. Cũng như là khi mà người ta biết làm rồi thì người ta cũng ra sản phẩm, người ta cũng vẫn bán được. Từ đầu năm đến nay, thông qua hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội đã kết nối cho 246 hội viên vay gần 8 tỷ đồng để kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Chương trình Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ kinh phí cho hơn 200 trẻ em mồ côi cha mẹ do Covid-19 và nguyên nhân khác. Trao yêu thương đi, nhận hạnh phúc về là chương trình thường xuyên của hội đã hỗ trợ nhu yếu phẩm và quần áo cho nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn. Với cái chương trình Mẹ đỡ đầu thì sẽ phân công cán bộ hội viên phụ nữ các khu phố trực tiếp đến các hộ gia đình để thăm nom hàng ngày và hỗ trợ từ vật chất lẫn tinh thần. Từ sự đồng hành hỗ trợ thiết thực của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Dĩ An cùng sự chung tay của các ban ngành đoàn thể, những chị em phụ nữ yếu thế luôn có thêm động lực, niềm tin bước tiếp vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.